Xin chào mọi người, xin chào mọi người đã đến với video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở Bình Ba nha. Bye. À chứ ba gì ạ? Kha. Kha đi du lịch, Kha cảm giác như thế nào? Rất là vui. Hải Ni cảm nghĩ của mình khi đi du lịch nè. Vui. Kha thấy sao? Vui. Gì vậy? Hả? Kha giống con heo quá à. Hello mẹ. Kha đi du lịch Kha thấy sao? Dạ con đi du lịch thấy vui quá mẹ ơi. Vui quá hả? Dạ vui. Kha thích đi không? Thích đi. Kha nay mấy tuổi rồi nè? 3 tuổi. 4 tuổi. 4 tuổi. Kha tuổi con gì? Con chó ăn gì? Con chó ăn cục xương hả? Bây giờ Kha đi du lịch ở đâu? Kha đi du lịch ở đi hồ bơi. Đi du lịch hồ bơi hả? Dạ có. Đã có hả? Mình đến đây nè các bạn, đây là cái phòng mà mình sẽ ở, mình ngủ tới sáng mai để mình đi qua Bình Ba các bạn. Giờ trễ quá rồi nè. Có nước ngọt nè, có nước ngọt để đem theo nè. Nè nè nè, đây cái đây là cái bàn trang điểm. Có đây các bạn để đồ luôn nè. Ừ. Đây là tủ lạnh. Tủ lạnh bự ghê các bạn. Có một cái tủ lạnh rất là to luôn. Đó. Cái tủ nè. Cái tủ này mở sao ta? Ồ, cái tủ này khó mở các bạn. Làm cái tủ mà không có làm cái đồ mở. Nè, đúng rồi, đây nè, đây nè. Tớ ngồi dưới đây nè. Ờ. Khó mở. Ở đây ngày nhiêu à?
triệu mốt hả? Thời cái nhà vệ sinh này các bạn, nó bằng nửa cái phòng ngủ ở đây luôn á, nó to ơi là to. Ở ngoài rất là đẹp luôn, một hồi mình sẽ quay hoài cho các bạn coi nha. Ô mẹ, cái này mặc đằng trước mà làm sao? Dì làm gì vậy? Dì làm gì ạ? À? Bấm hả? Bấm gì ạ? À? Không bấm cái quạt nè. Mới vô là ông lụm cái đầu mốt, ông bấm kịch 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 kịch. Ông nói ông bấm. Rồi. Xong rồi. Lần này đi mình có chuẩn bị thêm một cái hùng mút các bạn. Mình mua cái hùng mút này có 25.000 thôi. Mà mình bỏ đá nhà heo, cái mình bỏ nước yến với lại nước ngọt với lại mấy trái nho cho mấy đứa nhỏ heo. Tới đây thì mình đã đi được 5-6 tiếng gì rồi đó. Nhưng mà đá còn, nói chung là nó chỉ ra đá một lóng tay thôi các bạn. Còn nhiêu là đá còn nguyên xi luôn. Mình thấy rất là tiện lợi luôn các bạn. Dì hả Dì? Dì uống yến không Dì? Mẹ khui yến cho Dì uống nha. Giống mà mẹ ơi. Sao? Con Vinh đập bơi mẹ nhé. Dây, dây, sao dây? Là dây. Hai chị nhắc chị như đang vui mẹ.